Chào toàn thể anh em nhé. Chào tất cả các anh em đang theo dõi kênh YouTube của bên shop Tân Ánh nhé. Hôm nay shop Tân Ánh mình sẽ chia sẻ với anh em một cách, đó là cách tự sửa tay điều khiển loa điều khiển từ xa nhé. Thế một số trường hợp cái tay điều khiển này gặp phải là có thể là do lỗi của nhà sản xuất, hoặc là lỗi anh em dùng lâu ngày quá, mình bấm này bấm nhiều lần quá này thì ở trong này nó sẽ bị giãn mạch, có thể nó liệt một nút nào đấy như anh em nói là nó không sáng chẳng hạn. Đây ví dụ nhé, đây lúc này nó bị liệt nút lách tới này, anh em bấm nút tới là không được này, trong cái đó ấn các nút khác thì đèn tín hiệu vẫn lên này. Đấy. Đây mình sẽ thử trên loa luôn nhé. À, tạm dừng này, vẫn nhận nhá. À, lách nuôi này, nhưng mà không lách tới được nhá. Đây, mình bấm nút tới nha. Đây, bấm nút tới là nó không sáng nhá. Thì đây mình sẽ chia sẻ với nhau một cách tự sửa luôn nhá. Đây, đầu tiên là mình tháo cái tay điều khiển ra, tắt công tắc nguồn đi này, tháo rời tay điều khiển ra. Cái này dễ lắm nhá, cái nắp pin này cậy ra này. Các bác cậy pin ra này, dùng một tô vít tháo bốn con đốc ra. Bây giờ em quay sang cho rõ bốn đốc, tháo bốn đốc ra nhá. Còn riêng nhà em trước khi gửi hàng đi là em có kiểm tra hết, có nút nào liệt là em sẽ sửa luôn. Thế đây là em chia sẻ cái cách này cho anh em biết là anh em gặp phải cái nào mà nó nhỡ bị lỗi mà em làm sót ấy thì anh em sẽ tự khắc phục được, hoặc là anh em dùng lâu ngày rồi nó có cái lỗi như vậy ấy, thì anh em sẽ tự khắc phục được nhé. Rồi mình tháo tay điều khiển ra này, tháo bốn nút này. Đây tay điều khiển nó có một miếng men này nhé, và miếng này là miếng mặt là phím, bàn phím bấm này, miếng men này. Mỗi một cái tay đều, mỗi một nút này ấy, nó gắn vào mấy bên này ấy, là bằng hai mối hàn thiếc nhé. Đấy. Thì là mình vừa lấy xác định ấy, đây mình ốp đây, mình xác định nút lách tới là bị liệt, chính là nút này nhé. Đấy, liệt này. Thì giờ mình kiểm tra nhé, nó sẽ có một trong hai chân này là không ăn, một hai chân này nó bị đoạn mạch nhé. Đây là chân trên này rồi, chân dưới còn đây. Anh em lấy hàn thiếc chấm cho một chút thiếc vào là xong nhé. Đây. Rồi. Đây là mình thử sơ này, cái pin này, bật công tắc nguồn xuống này. Đây mình hàn chân nó chưa dính nhá. Hàn thiếc hai chân lại nhé. Đây. Đấy. Đây đã được rồi nhé. Nói chung anh em kiểm tra cái chân nào ấy mà nó bị tiếp xúc kém ấy là hàn lại hoặc là nó đứt. Rồi ok nhá. Đây nút lấy tới nhấp này. Ra mình thử trên loa luôn nhá. Ra ngoài số 1 rồi này.
số 8 này, số 9 này, số 10 này, 11 này, 12 này. Đấy. Thế đây anh em nhìn này, mỗi một cái nút bấm này nó dính vào miếng men đấy là bằng hai mối hàn nhé. Có thể nó bị đứt một mối là nó đoạn mạch ra ấy, là cái nút này sẽ liệt nhé. Thế nhưng có một số trường hợp ấy là cái nút này nó liệt luôn, thế anh em bấm nó cảm giác không có cảm giác nảy nữa, thì khi đấy mình sẽ tách hai mối hàn này ra và mình kiếm cái tay điều khiển cũ đây, có là cái tay điều khiển cũ nhá, sẽ mình lấy cái nút này là mình sẽ thay sang được nhá. Nếu mà nó đoạn mạch mình hàn vào thì nó sẽ dùng được luôn. Thế còn trường hợp mà cái nút này nó hỏng ấy thì mình sẽ kiếm cái tay điều khiển cũ. Và anh em nào cần mà không có ấy, cần cái nút không ấy thì cứ bảo mình nhá, mình sẽ lấy cho cái nút không. Và ra đây mình đã tách ra rất nhiều để thay vào cho anh em đây. Đấy, tách rất dễ nhá. Rồi một đầu này, hai đầu này. Đó. À, lấy cái này anh em hàn vào cái miếng men này, nếu mà bị hỏng cái nút nào ấy thì mình sẽ hàn vào là sẽ được luôn nhé. Đây là cách anh em có thể tự khắc phục, tự sửa tay điều khiển nhé. Đấy, xong là mình lắp vào là ngon lành. À, thế đây là một cái tay điều khiển hỏng, thế anh em lưu ý là cất đi, có rất nhiều linh kiện sẽ cần dùng tới nhé. Ví dụ như là đây là mình đã tháo công tắc rồi này, mình tháo lấy công tắc rồi này, tháo lấy rất nhiều nút này. Thế gặp cái tay điều khiển khác nó hỏng, ví dụ như nó bị cháy đèn chẳng hạn, mình có thể lấy cái đèn này sang, mình lắp sang bên này là thay thế được nhé. Đấy. Rồi. Đó. Thế cái loa 898 thì là nó có hai chân thôi, nhưng mà loa Q92 nhá thì sẽ có bốn chân nhá. Loa Q92 nó phức tạp hơn đấy, mỗi một nút này hàn vào mới là bốn chân, thế nó cũng tương tự như này thôi. Nếu nó bị cái chân nào một nút nào nó liệt, nó tiếp xúc kém ấy, thì anh em sẽ biết cách tự khắc phục nhé. Còn anh em thiếu đồ gì, linh kiện nhỏ gì cứ ở bên Tân Ánh nhé, nhà mình sẽ cung cấp cho anh em. Rồi đấy là một cái chia sẻ nho nhỏ về cách tự sửa tay điều khiển loa của loa điều khiển nhé, anh em cùng tham khảo. Rồi anh em cần tư vấn gì thêm thì vui lòng alo vào số của shop mình nhé, 0916 579 838 là số mình cầm trực tiếp nhé. Thế còn số 0168 330 8479 là số bà xã mình cầm nhé, Ngọc Ánh cầm nhé. Anh em cần tư vấn gì là alo trực tiếp, bên shop mình sẽ tư vấn nhiệt tình nhé. Anh em có thể tìm trong Zalo nhé, Zalo Facebook bằng hai số điện thoại luôn, có gì thì online.